Xin chào quý vị, Minh Đức hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Đời Nghệ Sĩ do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến với chương trình Đời Nghệ Sĩ và hẳn là nhiều người trong chúng ta cũng đã sống lại rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm gắn với hình ảnh người nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến. Hôm nay, người sẽ xuất hiện trong chương trình chắc chắn đã là ký ức, là tuổi trẻ, là thanh xuân của rất nhiều người. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống với những câu chuyện hài hước của anh, với những bài hát của anh. Hãy cùng chào đón khách mời của Đời Nghệ Sĩ ngày hôm nay, nghệ sĩ Hồng Tơ. Hồng Tơ xin thân ái kính chào quý vị khán giả kính mến ạ. Thưa quý vị, thực ra Minh Đức có giới thiệu dài đến đâu ấy thì chỉ cần nhắc đến cái tên Hồng Tơ thôi là ngay lập tức rất nhiều kỷ niệm chắc chắn sẽ trở về với quý vị. Bản thân Minh Đức cũng nhớ khi mình đi mua những cuốn băng cassette đầu tiên ấy, thì trong những cái tủ băng cassette ngày đó ấy, ở cái mảng gọi là cải lương và hài là tràn ngập những cuốn băng của anh Hồng Tơ. Nhất là một cái cuốn băng rất là nổi tiếng ngày đấy là gì? Hồng Tơ Chọt Cù Lét. Cuốn băng đấy mình nghĩ chắc hẳn nó phải nằm trong số những cuốn băng bán chạy nhất. Vì đi đến đâu người ta cũng nghe cái băng đấy, đi đến đâu cũng thấy người ta bày bán băng đấy. Bây giờ tự nhiên mình nhớ lại kỷ niệm về cuốn băng đấy thì anh có thể kể một chút cái câu chuyện cũng như có thể tái hiện lại một chút cái ấn tượng từ cuốn băng Hồng Tơ Chọt Cù Lét đấy không anh? Kính thưa quý vị, năm đó là năm 91, 92, Hồng Tơ được một cái người em cũng như một cái người anh. Người anh đó là nghệ sĩ Châu Thanh. Đứa em này là biên tập đài truyền hình Hiền Phương. Một hai người đó giống như là đã có làm việc với hãng dĩa Việt Nam. Đầu tiên thì giống như mình cũng đã từng đi thâu băng đồ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay lại làm một cái cuốn album riêng cho mình. Thì Hồng Tơ mới suy nghĩ hoài à. Thôi thì giờ thôi mình... thường thường ta nói này giống như nói chuyện giống chọt cù lét quá à. Đó cho nên là người ta thấy cái chữ chọt cù lét nó nghe nó cũng vừa dễ thương mà nó thí dụ như mình lỡ mà mình diễn mà không có ai cười đó thì cái ba cái chữ mà chọt cù lét nó cũng lấy vốn lại được. Đúng là nó chọt cù lét thiệt chứ nó diễn không có cười đó. Cho nên thật sự là không ngờ lúc đó rồi giống như tổ nghiệp thương. Mà thật sự ra khi mà khán giả đón nhận thì lúc bấy giờ thì Hồng Tơ cũng không có biết nữa. Cũng có một số anh em điện thoại rồi nói trời ơi lúc gầy nổi tiếng này kia nọ ha. Nó nổi tiếng cái gì thì em cũng bình thường thôi. Trời ơi, Hồng Tơ cũng biết là bây giờ nè cái băng của Hồng Tơ đó ha là vòng vòng tất cả các hang cùng ngõ hẻm. Ở chỗ nào có anh chàng kéo kéo, chỗ nào có bán băng cassette là chỗ đó có Hồng Tơ. Lúc đó nó vui và nó hạnh phúc trong lòng lắm. Hồi lúc bây giờ mình hát ở bên cải lương á thì khán giả cũng mến cũng yêu mình lắm. Thí dụ như bây giờ mình ra đường thì có những cái người người ta đam mê cải lương, có từng xem cải lương thì người ta mới nhìn ra à đây là Hồng Tơ của đoàn Trần Hữu Trang 2, Hồng Tơ của đoàn Phước Chung, Hồng Tơ đi đoàn Sài Gòn 1. Nhưng mà thật sự ra thì cái tên rộng rãi thì không có. Cái bắt đầu cũng nhờ cái cuốn băng Chọt Cù Lét đó. Vậy thì mình cùng ngược thời gian một chút đi. Ai là người đã khám phá ra cái khả năng hài tiềm ẩn trong anh? Thật ra ngày xưa Hồng Tơ đi bên cải lương đó, ai cũng muốn mình sẽ trở thành một anh kép chánh, tệ lắm cũng phải là kép nhì hay là kép ba, để chi? Để ra được mặc đồ đẹp nè, rồi là mặt đẹp nè, hát những cái nhân vật mà được mọi người người ta thương. Chứ thật sự ra thì nếu đã nói đi vào làm nghệ thuật mà đến với một đoàn cải lương thì ít có ai chọn cho mình một cái gì? Cái giai hài đó. Bởi vì ngày xưa cái danh từ hài không có. Ngày xưa là cái người thường thường ở trong đoàn ta hay gọi là anh hề hay là thằng hề. Bài hề. Thằng hề hoặc là anh hề. Thì nhưng mà riêng Hồng Tơ đó, lúc đó Hồng Tơ có cái suy nghĩ rồi. Khi mà Hồng Tơ hát là bắt đầu mà có cái tên chút xíu rồi đó. Cái Hồng Tơ cũng có ấn tượng với cái từ hề lắm. Khi mà vẽ cái tấm hình đó, lúc đó đặt về tấm hình vẽ của họa sĩ Văn Chống. Thì Hồng Tơ không có để là Hề Hồng Tơ. Thì Hồng Tơ để cây cười trẻ Hồng Tơ. Lúc đó thì Hồng Tơ đi đoàn cải lương thấp 10. Những anh chị mà đấm chánh á, thì có Hoài Thanh, Diệu Hiền, Hề Lạc. Nói chung là nhiều anh chị gọi là nghệ sĩ gạo cội. Nhưng mà Hồng Tơ thì chỉ được diễn vai kép ba. Chị nghệ sĩ Diệu Hiền á là cái như người chị tinh thần rất là thương Hồng Tơ. Chỉ về Hồng Tơ về nghệ thuật thì có một lần Hồng Tơ diễn chỉ một cái vai rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản là vai công tử Cao Phương Tử trong cái vở tuồng cải lương Thoại Khanh Châu Tứng. Giống như chị nhìn chị thấy, tại vì chị là người chị mà chị biết
Hồng Thơ có một cái gì đó, có cái duyên, gọi là có cái duyên bẩm sinh, một cái duyên thiên phú. Mặc dù cái vai diễn rất là nhỏ, nhưng mà Hồng Thơ diễn thì khán giả rất thích và rất là ấn tượng. Cho nên chị mới kêu Hồng Thơ vô nói nhỏ, nhưng mà Hồng Thơ đâu có chịu. Hồng Thơ nói cái này tại vì cái vai này em chỉ thế thôi, chứ em không có thích. Em thì chỉ thích được hát vai kép, nếu chị thương chị nâng đỡ em. Có một cái đêm đó hát cái tuần Nhụy Kiều Tướng Quân, chị thì chị đóng vai nữ tướng Nhụy Kiều, một cái vai chánh mà đóng với anh Hoài Thanh Lê Minh. Thì ngày hôm đó chị mới nói nếu đêm nay chị sẵn sàng chị xuống diễn với em diễn vai Lý Thành là vai kép nhì, chị sẽ xuống diễn một cái vai diễn cặp với em, chị sẽ cho một cái đứa em lên hát cái vai của chị. Chị dịu hiền, chị uy tín với đoàn lắm, ví dụ chị muốn là được á. Lúc đó ra làm như bị chị hốt hồn hay sao á, khi mà diễn với chị, cái thần sắc của chị, cái quay phong của trong một cái nhân vật của chị lột tả, thì chị đã làm cho Hồng Thơ có những cái khớp mà bị rung, những cái tóc giả rớt xuống vô giọng cổ cũng không được luôn. Có những cái mà giống như tổ nghiệp đó, thôi con ơi, con chị diễn tới đây thôi, để mà chuyển sang cho Hồng Thơ từ một cái người, một nghệ sĩ hát kép mà chuyển sang ra diễn hài. Mà thật sự nếu mà giờ này mà Hồng Thơ hát kép, không biết Hồng Thơ sẽ như thế nào. Hồng Thơ cũng không biết được. Trời ơi, sao ăn mặc kỳ vậy? Dì vô đâu mang vô? Thì thẳng thẳng từ từ chứ chưa gì hết trơn mà phải giao điều kiện. Anh nói với tôi sao anh giữ lời nha. Hồi sáng anh nói là nếu mà tôi vô tôi ca mà ngon lành cái là anh trả tôi 200 ngàn, đúng không? Ê gì 200? Anh nói với anh lớn mà, anh nói vậy thôi, thôi tôi đi. Khoan, trời ơi sao anh nóng quá. Ủa bộ tôi có hứa hả? Anh hứa với tôi, anh đi lại anh ăn tô thiếu gõ, anh còn hứa với tôi. Anh nhìn anh nói là cái tướng tôi ngon lắm, hát rồi ngon lành. Thì đúng rồi, thì tôi có hứa. Nhưng mà là thôi được rồi, thì anh khó khăn quá. Thì bây giờ anh cứ làm cho tốt cái nhiệm vụ của anh đi. Rồi tôi sẽ đưa cho anh 200, không cần phải ca hay. Đi chương trình là giọng hát lạ, cái quan trọng nhất là cái lạ. Anh làm sao tôi thấy anh là lạ là được rồi. Miễn làm sao lạ thôi phải không? Miễn làm sao lạ là được rồi. Bây giờ thôi, bây giờ nghe là tôi vô trong anh thay đồ cho trang điểm mặt mày cho nó đẹp lên rồi chương trình mình bắt đầu. Vô trọng thay đồ? Thay đồ chứ mặc gì sao lên sân khấu diễn được. Đồ để trọng luôn hả? Có lo hết cho anh trọng á. Tôi đâu biết đâu. Thôi được rồi, vô trọng đi, có người ta chỉ dẫn cho. Làm đại hên xui nha. Lạ là được. Miễn sao có 200 ngàn là được à. Không cần hát hay. Tự nhiên là 200 ngàn đó. Nhớ rồi, nói hoài. Nhớ nha, đưa 100 là không được á. Thôi ông nội đi vô tu đi ông nội. Rồi, vô đó đi, có người ta chỉ dẫn cho anh. Thiệt là mệt muốn chết luôn à. Gặp mấy cái bà, mấy cái ông thí sinh này tôi muốn khùng theo luôn. Chưa hát sướng ra nhiều trơn, mở miệng ra là đầu tiền rồi. Mà không sao, phải đưa những cái người nó lạ lạ, nó không giống người như vậy, nó mới hợp với chương trình giọng hát lạ. Hân hoan được đón chào tất cả quý vị khán giả đến tham gia chương trình giọng hát lạ. Kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã thưởng thức rất nhiều chương trình game show với những chương trình thi hát với nhau. Hôm nay một chương trình đặc biệt với chủ đề giọng hát lạ chắc chắn sẽ đem lại cho tất cả quý vị khán giả một không khí sôi động, bất ngờ và thú vị trong đêm tối nay với những tiết mục của các thí sinh gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho một người thí sinh rất đặc biệt. Xin mời. Quá lạ. Xin mời anh bước đây. Trước khi thí sinh này biểu diễn cùng cho quý vị nghe, tôi muốn phỏng vấn và đem tới một cái điều giao lưu đến từ anh đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong khán phòng này. Xin chào anh. Dạ chào anh. Chào. Người trời luôn á. Chào. Rồi hay quá. Bây giờ trước khi anh biểu diễn tiết mục của anh gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả ở đây. Dạ. Anh có thể cho tôi và quý vị khán giả ở đây được biết anh tên là gì? Dạ. Em tên là Tư Tò Tò. Tên gì? Tư Tò Tò. Là sao? Là nó to từ từ đó. Cái tên anh nghe vui mà lạ quá. Lạ lắm à. Ủa ai đặt tên anh lạ vậy? Tía em đó. Tía anh? Tía em suy nghĩ đặt tên em hồi lúc em còn ở trong bụng má em đó. Ồ hay quá. Dạ. Ủa vậy tôi thắc mắc rồi, anh tên gì nào? Tía anh tên gì? Tía tôi tên Tư Tèo Tèo. Là sao? Là nó teo từ từ đó. Trời ơi,
cha con anh có cái tên lạ quá. Trời ơi, ngộ đó, đặt phải suy nghĩ đó. Đó, quý vị thấy không? Ngay tiết mục đầu tiên giới thiệu cái tên không là quý vị đã thấy lạ rồi. Lạ lắm mà. Dạ. Quá lạ. Dạ. Hôm nay anh hát bài gì? Dạ. Giờ bắt đầu mới tới hát rồi hả? Ừ. Em hát bài gì? Bài gì anh chủ giải anh ơi. Bài này tôi viết đó. Anh viết. Tôi mới viết hồi tối nè. À, kính thưa quý vị thấy không? Các thí sinh bây giờ rất là tài năng. Dạ. Ngoài cái khả năng ca hát của mình ra còn bẩm sinh viết nhạc và sáng tác nhạc. Ừ. À, cái bài hát anh sáng tác được mang tên gì? Tôi viết hồi tối nha. Viết hồi tối. Mà mới xong hồi khuya này nè. Xong hồi khuya. Rồi bữa nay tôi hát luôn đó nha. Trời ơi. Ừ. Anh tài quá. Giỏi lắm. Nhạc sĩ người ta viết một bài hát mấy tháng trời. Ừ. Anh viết chỉ cần một hồi khuya tới sáng nay là anh diễn luôn. Hát luôn. Anh quá tài năng, đúng là lạ. Dạ. Bài hát anh viết cái tên gì? Con chim của tôi. bài. Cái bài này hình như tôi nhớ mày mày đó là cái bài chim sáo ngày xưa mà. Không phải đâu, trời ơi, chim sáo ngày xưa của Quang Linh hát à. Tôi hát không có lợi đâu, hát không lợi Quang Linh tôi biết mà. À, hay là cái bài nổi buồn chim sáo. Hả, nổi buồn chim sáo là của Cẩm Ly ca đó. Cẩm Ly ca tôi ca cũng được. Vậy cái bài con chim của tôi là chim của tôi là chim của tôi đó. Tôi viết, tôi hát một quyền mà. Tôi không cho ai hát bài này hết. Bài này của tôi viết, tôi hát mình tôi thôi. Hay quá, thôi anh hát luôn đi. Đây, giờ tôi hát nha. Anh hát đi. Thưa khán giả, tôi hát cho khán giả. Tôi hát. Không đờn lấy gì hát. Có ban nhạc ở dưới mà. Có ban nhạc không ai, tôi hát cổ mà. Ủa cái bài này nó âm hưởng cổ nhạc hả? Âm hưởng dân ca đó, dân ca. Rồi. Chết chà, anh không nói trước, không có chuẩn bị gì bây giờ. Bây giờ tôi thấy thường thường á anh. Thấy thường thường ca mà không có đờn trống gì đó, cái người ta hay lấy cái miệng đó. Ta lấy cái miệng người ta làm đờn trống. Thôi bây giờ anh cũng vậy luôn đi. Bây giờ tôi ca mà ở đây không có đờn cổ đó, cái anh lấy cái miệng của anh làm nguyên một cái giống như nguyên một cái đờn vậy đó. Anh đờn cho tôi nhạc nha. Rồi tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái miệng tôi làm cái phần nhạc nền để cho anh hát. Rồi anh hát đi, tôi đệm cho. Dạ tôi ca nha. Rồi. Khán giả. Dạ khán giả, tôi ca. Tôi ca nha. Về phương Nam sao bay nguyền bày, sao con này nó nhìn con kia. Tùng ta rung tùng tùng. Còn sao sang sông rung tùng 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 tùng. Rung hết lòng rồi rung tùng 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 tùng. Sao bay được. Sao bay không được? Nó không còn cộng lòng sao nó bay. Vỗ tay. Cậu theo con hát vỗ tay đó, thấy không? Gì vỗ tay gì? Cái bài hát sáng tác thì bác không có miếng hậu nào hết trơn. Ủa miếng hậu là sao? Anh phải cho con sáo nó bay qua sông nó mới có hậu. Phải cho nó qua sông đúng không? Nó phải kết thúc có hậu chứ. Bây giờ cho nó qua sông nha. Cho nó bay qua sông đi. Anh muốn cho nó qua sông, tôi cho nó qua sông luôn. Được không? Đi ra tới biển luôn. Vậy hả? Qua sông rồi đi ra biển luôn nè. Rồi quyết định cho qua sông đi. Còn sáo sang sông tùm ta rung tùm tùm. Bồ lâm dân còn rung tùm 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 tùm. Sao bà qua sông. Qua sông. Qua sông. Qua sông. Nó bay cũng không được. Sao không được? Vì người ta mới cay lòng sao nó bay. Lòng rụng hết, mới cay không có bay được. Trời đất ơi trời. Tôi kêu anh hát cái bài của tôi dài chứ không chịu ra hát bài sáng tác, hát là mấy tầm bả gì làm đi, chết chương trình chết tôi rồi, thấy không? Dành giờ 200 đi, anh đưa nó 200 đi. Hai trăm nha. Ê thiếu một cách không được nha. Ê đừng có chơi. Alo. Đưa con 200 nha. Trời ơi. Nha cái gì bây giờ tôi nè, tôi làm đây tôi cũng chưa có tiền luôn nè. Bây giờ tôi làm ở đây rồi, bây giờ ứng tiền cũng chưa có tiền làm. Trời ơi. Gì đó là cái chuyện của anh, còn tôi không biết là tôi ra ngoài tôi chào đó. Anh mà bước ra anh không đưa tôi 200 là có chuyện với tôi đó nha. Trả tôi 200 lấy đi rồi. Trời ơi, bây giờ tôi nhận cái này tôi làm, tôi chưa có ứng tiền rồi. Ông giám đốc ông biểu tôi thì phải kiếm người như người rẻ, những người nào vô đây cho chương trình nó lạ, nó độc, tôi không cần phải chất lượng, không cần phải hay gì hết. Đó cái hậu quả bây giờ chất lượng lên như vậy nè. Rồi giờ nó quậy tiền đâu, tôi trả giám đốc thì đâu mất tiêu rồi, tiền bạc tôi không ứng rồi. Bớ người ta ai cứu tôi đây, trời ơi chết tôi rồi, bớ người ta.
mỗi một nghệ sĩ, mình nghĩ là nhất là đặc biệt là các nghệ sĩ hài ấy, thì họ thường chọn cho mình những cái phong cách đặc trưng, có thể coi như là một cái trường phái nào đấy. Nhắc đến họ, người ta nghĩ đến một cái phong cách hài đặc trưng nào đấy của họ. Thì đối với anh ấy, nếu như bảo anh mô tả về trường phái Hồng Tơ ấy, nó sẽ là gì? Thật sự ra khi mà diễn hài đó, Hồng Tơ chọn một cái nhân vật, nếu mà nói hài thì nó có nhiều lắm. Bên cải lương thì người ta gọi là lẳng, cái giai mà kép độc rồi hát lẳng, rồi giai hề, rồi cũng có những cái giai mà tình huống. Mình đi ra xuất hiện mình không cần phải làm cái gì thì khán giả cũng cười. Cái dạng hài đó thì Hồng Tơ lại thích nhất. Tại vì Hồng Tơ thích làm một cái gì đó do cái sự sáng tạo của Hồng Tơ. Còn ai trong đời cũng vậy, đi làm nghệ thuật, bước ra một cái sân khấu, muốn được tạo một cái tên tuổi thì tất nhiên ai cũng có một cái thần tượng. Cái người mà nếu mà nói diễn hài mà cái người mà để cho Hồng Tơ thần tượng á, ngày xưa ông có cái biệt danh là Hề Râu Thanh Việt. Khi mà ông bước ra sân khấu rồi đó là ông chỉ cần nhét môi một cái thôi, râu của ông mà nó giật cái là khán giả đã cười rồi. Cho nên á, Hề Râu Thanh Việt thì có ria, ở trên này thì người ta gọi là ria mép, râu càm, không? Hồng Tơ về, Hồng Tơ suy nghĩ hoài, bây giờ mình hát hài mà bây giờ mình thần tượng, nếu mà mình để cái ria mép ở trên như thế này đó thì mình sẽ mất đi nhiều cái giai diễn. Thí dụ như hồi đó thì hát cải lương mà, nếu mà mình để râu trên thì mình sẽ đâu có diễn được những cái giai tiểu đồng, hay là hoặc những cái giai nhỏ, hay là những cái giai sinh viên. Thì Hồng Tơ mới nghĩ đó, thôi thì bây giờ mình không để râu trên, mình để râu dưới thôi. Thì khi mà mình quá trang á, thì phấn nó sẽ phủ cái này, thì ở dưới khán giả nhìn lên sẽ không thấy cái râu này. Thì bắt đầu Hồng Tơ để cái râu này là năm 1984 cho tới bây giờ. Cho nên tất cả anh em nói thường thường hay chọc ghẹo Hồng Tơ, nói cái này là cái thương hiệu của Hồng Tơ đó nha. Rất nhiều năm tháng qua là hình ảnh ấy, Hồng Tơ với bộ râu cằm thế này là đúng là một cái hình ảnh mang tính thương hiệu thật. Và có lẽ ngày hôm nay rất là thú vị khi mà đã anh chia sẻ cái nguồn gốc cái thương hiệu đấy. Chứ còn những năm tháng trước đây lúc anh còn tuổi thanh xuân ấy, thì nhiều khi người ta nhìn cái bộ ria đấy, người ta như bảo nhìn anh này trông mặt hơi dê. Thì cái hình ảnh đấy ấy, nó có ảnh hưởng gì nhiều đến anh trong đời sống ở bên ngoài không? Nhất là khi mà anh có tình ý với một cô gái nào đấy, bộ ria đấy có khiến họ e ngại không? Thật ra khi mà nhìn lúc đầu người ta nhìn Hồng Tơ đó, nếu mà chưa có xem đó nha, thì người ta nhìn Hồng Tơ thì chắc có lẽ là về cái sự mà gọi là cái thiện cảm không có dành cho Hồng Tơ nhiều. Bởi vì cái nhìn cái râu là thấy ghét rồi à. Ai mà đâu, ai mà đời mà kỳ cục vậy, tự nhiên là râu trên không có mà tự nhiên ở dưới có anh chùm đó. Cho nên là nhìn vô thấy thiệt á, giống như là em nói đó, thì nhìn vô thấy cái mặt lộ ra cái chữ dê rõ ràng. Nhưng mà Hồng Tơ á, cũng xin thưa với em Minh Đức, cũng xin thưa với quý vị khán giả, Hồng Tơ phải nói là được ưu ái và chiếu cố đến mức độ khi đi chụp hình Chứng Minh Nhân Dân thì quý vị biết rồi, ở nơi đó các anh rất khó khăn, từ tóc tai ăn mặc râu ria. Nhưng riêng đặc biệt Hồng Tơ, từ lúc làm chứng minh tới bây giờ 3 lần chứng minh rồi, mấy anh ưu ái để cho Hồng Tơ có chùm này đây đó. Và thậm chí nó gần như là đây là một cái đặc điểm của Hồng Tơ đó. Thay vì ví dụ như sẹo cách chân mày bao nhiêu cm rồi thí dụ gì đó dân, nhưng riêng Hồng Tơ thì rồi đây đặc điểm một chùm râu dưới càm đó, đa dạng. Đấy, mà nó rất là vui đâu. Hôm nay thì riêng câu chuyện về bộ râu thương hiệu của anh đã là đem lại cho khán giả rất nhiều những cái cảm xúc rất là thú vị rồi. Trong câu chuyện vui vẻ như thế này, tự nhiên là lại ngược trở lại cái câu chuyện về cuốn băng lịch sử ngày đấy đi. Thì đối với nhiều ca sĩ ngày đó, nhất là khoảng thời gian đầu những năm 90 ấy, thì một ca sĩ khi mà trúng bài hay như là một ca sĩ nổi tiếng ấy, người ta sẽ đo bằng cái mức độ là chạy show một đêm là bao nhiêu tụ điểm. Thì ngày đó khi mà cuốn băng đấy ra đời và anh vụt trở nên nổi tiếng ấy, thì cái mức độ nổi tiếng của anh ngày đấy nó sẽ đo bằng cái tần suất biểu diễn như thế nào? Như Minh Đức cũng biết rồi, quý vị khán giả cũng biết rồi, ngày xưa thì đâu có mạng, cho nên cái mình được cái băng thì khi nghe được gì thì được bầu show mời rất là nhiều. Thậm chí có một đêm Hồng Tơ chạy đến 11, 12, 13 show. Lúc bây giờ những cái người mà người ta làm show, người ta rất là ưu ái cho những người mà giống như ăn khách đó. Thật sự ra thì
mình cũng cảm thông, mình phải hiểu. Nhưng mà có nhiều người xung quanh á, thí dụ như những cái người mà bạn diễn cùng nghề với mình, người ta cảm thấy người ta khó chịu, mà nói đi thì cũng phải nói lại, là bởi vì lúc đó người ta làm kinh tế mà, người ta cần cái doanh thu. Khi mà mời được Hồng Tơ rồi thì thí dụ như bây giờ Hồng Tơ á, thì rất là nhiều show, cho nên có những cái giờ giấc nó ưu ái cho Hồng Tơ. Cho nên á, nhiều khi có những anh chị nè, có những nhóm hài của mấy em, của mấy anh chị đến trước Hồng Tơ, thì nhưng mà khi Hồng Tơ đến thì bầu show, những người tổ chức chương trình vẫn cho Hồng Tơ diễn liền. Chính vì chỗ đó cho nên một đêm mới chạy được là 12, 13 show. Mình phải tính cái tuyến đường mình đi show nó là bao nhiêu phút. Rồi khi mà mình lên diễn một kịch bản như vậy thường thường là 12 phút, 10 đến 12 phút. Nhưng mà thậm chí nhiều khi nhiều show quá, bây giờ mình muốn cho nó được trọn vẹn thì đêm đó mình cắt lại, chứ còn 7 đến 8 phút. Khi mà đi diễn á, nó có nhiều cái mà mình ngày xưa thì tất cả các tụ điểm nó cứ vòng vòng ở quận nhất mình thôi. Mà từ đây mà lên Công Viên là thì điên là thấy xa rồi đó. Tại vì ngày xưa ở Sài Gòn mình thì có ví dụ như Trống Đồng nè, 126, sân khấu 135, rồi Điểm Hẹn Sài Gòn, rồi Nhà Hát Hòa Bình, rồi Đội Hoa Vàng, rồi Kỳ Hòa 1, Kỳ Hòa 2, dân. Nó rất là nhiều. Cái sự mà mình để mà mình di chuyển á, mình cũng phải sắp xếp, mình lấy từ ở đâu. Mình phải khoa học. Ví dụ như bây giờ mình lấy từ ở 126 xẹt đến Trống Đồng qua 135, hay là mình lấy 135 trước rồi mình đi Trống Đồng cái 126 cái mình xẹt lên Hòa Bình, rồi qua Đồi Hoa Vàng, rồi Kỳ Hòa 1, Kỳ Hòa 2, rồi mình xẹt về VIP Điểm Hẹn, ví dụ như vậy đó. Nó có những cái sự sắp xếp mà phải nói là đừng có tưởng mấy anh hài không có trình độ nha, trời ơi trình độ dữ lắm đó. Khoa học đó, cái đó là khoa học mà, chứ làm gì tôi khoa học đàng hoàng. Đó là bây giờ nghe anh Hồng Tơ kể lại cái chuyện đấy, đối với nhiều người bây giờ thì nghe như là chuyện cổ tích ấy. Vì bây giờ chúng ta không còn cái kiểu chạy show mà vòng tụ điểm mỗi đêm như ngày xưa nữa. Đúng rồi, nghệ sĩ bây giờ nhiều khi một tuần chỉ cần diễn một show thôi, khi cũng có thể sống thoải mái hoặc làm việc khác. Vậy thì ở cái thời điểm đấy á, cái sự nổi tiếng bất ngờ như thế nó khiến cuộc sống của anh thay đổi như thế nào so với cái thời anh còn đang chờ đợi những vai kép nhì, kép ba, nhất là đời sống vật chất của anh ấy? Lúc bây giờ thì nó có một cái thay đổi rất là nhanh. Tại vì từ diễn một đêm thì chỉ có 50-100 ngàn một đêm, mà bây giờ tự nhiên mời được 1 triệu, 1.2 triệu, 1.5 triệu thì nó lên gấp cả hơn chục lần. Cho nên cái số tiền đó mình tự nhiên nó nhanh chóng lắm. Mà đâu phải mà tại vì thường thường mình diễn cải lương á thì là mình chỉ diễn một tối một suất ở tại một cái tuần đó thôi. Còn khi mà chạy show thì đâu phải là chỉ có một chỗ đâu, là phải chạy 2 chỗ 3 chỗ. Thậm chí thì dàn lúc đó nó Hồng Tơ còn nhớ lúc đó có mấy trăm ngàn chỉ, 150-200 ngàn chỉ thôi, là tất nhiên 2 triệu một lượng vàng á. Cho nên á là lúc đó là đi diễn Hồng Tơ diễn thấy sấm vàng dữ dội lắm, nhanh lắm. Mà cái gì nó cũng vậy hết trơn á. Tại vì Hồng Tơ là một cái người ngày xưa giống như bây giờ người ta gọi là manager, quản lý. Phải có người quản lý. Nhưng mà Hồng Tơ thì Hồng Tơ sống theo cái kiểu như cái của Hồng Tơ. Cho nên thì khi mà có tiền rồi thì nó cũng sanh ra có những cái hư đốn luôn. Ăn chơi, phải không? Ví dụ như thường thường là cái thời khóa biểu ngày xưa của Hồng Tơ là cái gì? Chiều cái đi ra quán cà phê, chờ cái bắt đầu tới tối xong vừa hát tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ là ao chương trình là bắt đầu ra là bắt đầu đi disco, lúc thời đúng là disco chơi cho tới 12 giờ rưỡi cho tới 1 giờ thì bắt đầu đi ra những cái nhà hàng quán ăn, có những cái chỗ mà gọi là ví dụ như là những cái món ăn ở ngoài quận 5 đồ này kia nọ đó rồi ăn chơi xong rồi về rồi thậm chí có những lúc rồi là đam mê rồi chơi bài bạc đó. Lúc đó còn trẻ mà chơi không nghĩ đến công việc, chơi là buông tỏa hết. Có những lúc bầu show người ta đã mời mình rồi, mình đã nhận lời mình đi diễn, nhưng mà cái mình đang chơi cho tới giờ đó. Cho nên đó là mình phải nói láo với bầu show là mình bệnh đột xuất hay là mình tai nạn xe cộ gì đó, dân. Đấy, nó có những cái như vậy đó, nó làm thay đổi con người của mình.
Tại vì từ cái lúc mà không có tiền khốn khó, bây giờ tự nhiên mình có tiền rồi, mà lúc đó còn trẻ nữa, cho nên cái sự ăn chơi của mình nó đâm ra nó bị nó không có được, nó phải chi mà rất tiếc là phải chi có người quản lý ha. Tại vì Hồng Tơ thật sự là mồ côi, mồ côi cha mẹ hồi còn nhỏ. Trễ hết 2 phút rồi, thôi đi cưng, đi cưng. Anh đó, biết trễ 2 phút rồi đi đâu nữa, học ở đâu hết trơn hết trọi á. Thôi mà, khó dễ anh chi biết trễ có 2 phút rồi mày đặt giận hờn. Bởi vì tao nó khổ vậy đó, ham lấy nít vậy. Mới chiều chuộng như chịu đời nổi không? Thôi được rồi, giờ sao? Giận. Nghỉ chơi tôi hen, giận tôi hen, không chơi với tôi chơi với cái này. Ý già cả mắt kem quá, không biết cái này nó là hột xoàn hay hột é, không biết. Anh ơi. Ơi. Để em coi giùm cho. Coi giùm anh coi, mắt anh kem quá. Dạ. Trời đất ơi anh ơi. Sao em? Chiếc nhẫn hột xoàn. Đẹp không? Dạ đẹp. Dạ, má ở dưới quê mở điện thoại lên, nó nhà ở dưới bị dột. Mà em thì không có tiền để sửa nhà cho má. Tại sao vậy? Tại sao mấy cái chuyện này em không nói với anh? Trời đất ơi, rồi. Má ở dưới quê vậy rồi má cần bao nhiêu tiền để sửa nhà? Dạ khoảng 30-40 triệu hả anh? Anh thương em cái chỗ này, nhỏ mà thật tình lắm, anh dạ. Cưng lắm, đúng rồi. Nhà ở dưới quê mà mái lá dột chút xíu vậy đó, sửa 30-40 triệu đó. Anh nghĩ coi, má nuôi em khôn lớn như vậy nè, bây giờ có chút xíu tiền sửa nhà không có để gửi về cho má. Để má của em sống trong ngôi nhà lá dột nát như vậy đó. Em làm con gái thì làm sao mà chịu nổi. Thôi em đừng rên nữa. Em rên nữa anh chịu cũng không nổi. Thôi được rồi, anh sẽ cho em 2.000 đô. Ghét gì đâu. 2.000 đô đem về đưa cho má sửa nhà liền nha. Nói với má đó là anh xin thành kính phân ưu. Thành kính trao tay cho má. Dạ. Em cảm ơn anh. Em có mua sẵn cho anh một cái áo để trong phòng. Bây giờ anh vô phòng thay áo đi, rồi mình đi Vũng Tàu nha. Trời đất ơi, mua sẵn cái áo để trong phòng rồi. Dạ. Đó, thấy không? Con người ta nhỏ mà chu đáo vậy đó, rồi kêu tôi già như gì nữa mà tôi không cưng thì sao được. Thôi anh vô nha, anh vô anh thay đồ cái đi ra tranh thủ nha. Rồi. Trời đất ơi, sao đã quá vậy nè, mới giả bộ khóc tí xíu chi liền cho 2.000 đô 40 triệu. Cộng thêm chiếc nhẫn hộp xoàn nữa, trời ơi nó sáng lấp lánh long lanh vậy đó hà, đẹp quá. Ủa anh về hồi nào vậy, sao đi không biết gì trơn vậy? Ủa anh, sao anh buồn quá vậy? Nói đi uống cà phê với bạn của anh mà. Không buồn sao được. Có chuyện gì? Gặp thằng bạn thân hồi còn đi học. Ra nó nói nó có chuyện làm ăn rất là ngon, nó nhường cho anh. Rồi sao? Tôi không có tiền đưa cho nó thì sao? 2.000 đô đây nè. Trời ơi, ở đâu có 2.000 đô vậy? Thì đó, ông già mà hứa cho em tiền đô. Cái ông già mà em nói em quen ở trên mạng đó hả? Dạ. Ông tới nhà. Cho em 2.000 đô. Chưa hết đâu nha, còn cái này nữa nè. Trời ơi, những hột xoàn. Em dạ. Bộ ông này ông giàu lắm hả? Đúng rồi đó, ông này ông giàu dữ lắm. Em dạ. Bây giờ anh có cái cách định bàn với em nghe được không? Cách gì anh? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, cái chuyện như vậy không có được đâu. Sao không được? Anh nói gì kỳ vậy? Không có được. Nói em nghe nè, bây giờ anh thú thật với em luôn. Sáng giờ anh không có đi làm ăn gì hết trơn á. Anh cá độ đá banh, thiếu tiền tụi nó quá nhiều. Nó đòi thanh toán anh nè. Đó, thấy chưa? Anh nói em đi làm ăn, bây giờ anh cá độ đá banh là làm sao? Rồi bây giờ thiếu tiền như vậy, rồi tiền đó mà trả cho người ta. Anh hứa với em, nếu em giúp anh lần này, anh sẽ bỏ hết cờ bạc, anh sẽ lo đi làm ăn, lo cho em có chịu không?
Có thật là anh bỏ hết không? Trời ơi, anh hứa mà lần này là anh sợ anh tưởng lắm rồi. Em phải giúp anh lần này đi. Nhưng mà cái chuyện này trời đất ơi. Thôi được rồi, anh muốn làm cái gì thì làm đi. Bây giờ ổng đang ở trỏng đó. Thôi được. Bây giờ vậy, em cứ ở đây làm theo đúng cái kế hoạch mà nãy anh nói với em. Anh vào trong anh chuẩn bị. Anh hứa với em lần này sau xong lần này anh sẽ đưa em đi cao ba xa chạy. Anh sẽ lo làm ăn lo lắng cho em. Em phải giúp anh lần này nghe em nhớ. Nhớ biết em. Rồi. Đứng đây nha. Trời đất ơi. Anh ơi. Rồi rồi rồi, anh thay áo xong rồi, anh ra liền, anh ra liền. Anh ra liền. Tè rè. Tè rè tè rè rè. Em thấy anh giống không? Giống mấy con bóng già không? Hết chuyện cho tôi ăn mặc ngộ ghê nè đó, đó. Áo xệ dai mà còn hở lưng nữa đó. Trời đất ơi, thì là tức cô bán hàng này hết sức vậy đó. Em kêu cổ có cái áo nam mà sao có lộn cái áo này. Cô em đừng có giận nha. Bây giờ em sẽ đền cho anh một trò chơi. Em lấy cái khăn trùm đầu anh lại. Anh lấy hai tay anh quơ qua, anh quơ lại. Anh quơ trúng chỗ nào trên người của em, em thưởng cho anh chỗ đó. Cái trò này vui lắm. Bắt đầu nha. Bắt đầu. Thôi em ơi, em ơi. Thôi nghỉ chơi, nghỉ chơi. Chơi hổn quá à. Em chơi trên đầu anh à. Nghỉ chơi luôn. Nít. Ủa ai vậy, ai vậy, ai vậy? Ăn cướp đi. Dạ. Dạ. Nghe nói là ông giàu lắm phải không? Dạ thưa anh, ăn cướp. Dạ đâu có giàu có gì. Con cái nó làm mướn, nó nuôi em đó anh ăn cướp. Không phải đâu anh ăn cướp. Ông nói với em là gửi ngân hàng mấy tỷ luôn á. Trời đất ơi, cái chuyện này anh chỉ nói có một mình em nghe mà tự nhiên em đi nói chi vậy, chết anh rồi. Dạ em sợ thằng ăn cướp. Em sợ cái gì? Nó khi dễ anh nghèo. Trời ơi, ăn cướp mà khi dễ. Sợ. Làm dấu hả? Bây giờ ông cầm cái điện thoại này gọi về cho người nhà đem 500 triệu tới đây chuộc cái mạng già của ông. Trời đất ơi. Kẻ đất, anh ăn cướp bởi gì đâu mà tới 500 triệu như vậy? Anh ăn cướp bớt cho em chút đỉnh được không? Dạ. Gọi lẹ lên. Dạ em điện liền, em điện liền. Trời đất ơi trời, giờ này mà thằng nào gọi điện thoại hoài. Alo, ai vậy? Alo. Ai đó? Ba đây. Ba nào? Trời đất ơi, mày có mấy ba cái thằng dịch dân. Dạ, ba hả ba? Dạ, con xin lỗi ba. Dạ, con nghe ba. Con đang ở đâu đó con? Con đang ở Đà Lạt ba, đang ở Đà Lạt. Mày Đà Lạt cái gì chứ, cái tiếng này đâu phải Đà Lạt mày. Đây nè, nghe ba nè, về nhà, ba nhờ con có chuyện cần chút xíu nè. Đâu có được ba, con đang ở trên Đà Lạt, bàn chuyện làm ăn với lại bạn bè. Mày, ba cứ ở nhà đi, ba ở nhà đi. Con làm ăn xong, con có tiền rồi con về liền. Ba yên tâm đi, ba cứ ở nhà đi. Con bàn xong chuyện làm ăn với bạn bè, con kiếm được mới vốn rồi con về con nói. Con đi làm ăn hay là con làm ăn cướp? Dạ con. Ba nói chuyện ngộ quá, con của ba sao làm ăn cướp được ba? Thôi, ba là ba của con mà, ba biết hết rồi. Ủa sao ba biết? Ba nói chuyện mà làm như là ba đứng sau lưng con vậy đó. Còn phải hỏi. Thôi mày ơi, thôi mày mà sợ ai mày ơi. Mày quỳ xuống đây, quỳ xuống. Quỳ xuống mày. Hả? Tại sao xảy ra cái trường hợp này? Mày nói liền cho ba biết. Không giấu gì ba. Con cá độ đó banh, thiếu nợ tụi nó nhiều quá. Nó dây với con. Con túng quá con làm liều đó ba. Làm liều? Mày nói với ba mày chơi cá độ đá banh là để vui chơi giải trí. Vui chơi giải trí mà mắc nợ là sao? Hả? Mà chơi vài chai bia là mắc nợ là nợ cái gì? Không phải chai bia đâu ba. Một chai là 1 triệu đó ba. Rồi bây giờ mày thiếu người ta bao nhiêu? Dạ 5. 5 chai. 5 kết. Hả? Tao bị đớ lưỡi rồi chứ sao? 100+ triệu bây giờ tiền đâu mày trả cho người ta? Anh ơi, anh ơi, xong hết chưa? Em soạn đồ xong xuôi hết trơn, bây giờ mình đi lẹ lên đi anh ơi. Mình đi lẹ lên. Ủa cái gì kỳ vậy? Ăn cướp mà quỳ cái gì? Đứng lên đi anh. Đứng lên cái gì? Đi đâu mà đi nữa? Sao vậy? Gặp ba của anh rồi. Nói vậy anh này là con của anh này. Đã nói là ba của anh rồi còn nói anh này em hổn lắm nha. Em xin anh hãy tha lỗi cho tụi con. Trời, anh mà tha tội cho tụi con.
triệu luôn. Ba, ba. Câu chuyện của anh Hồng Tơ nó cũng rất là chân thật. Cái hay cũng có rất nhiều và có cả những cái anh tự nhận là mình chưa tốt. Hôm nay anh cũng chia sẻ với quý vị khán giả. Vậy thì mình rất nhớ cái chuyện là lúc mà anh lập gia đình lần hai với một cô vợ rất trẻ và làm ba ở tuổi cũng đã tương đối cao. Mình rất nhớ cái hình ảnh báo chí đang rất là nhiều, thấy anh rất là hạnh phúc. Thì vậy thì cái cuộc hôn nhân có vẻ như là muộn màng đấy, nó có thay đổi cái mà nãy giờ anh nói là chưa tốt trong anh nhiều. Sau khi Hồng Tơ lấy cái người vợ hiện giờ đó, là bắt đầu cái cuộc sống của Hồng Tơ có một cái sự thay đổi. Thay đổi do cái sự suy nghĩ của mình. Thay đổi ở cái chỗ là mình đã có những cái, mình ở đây mình gọi là cái kinh nghiệm sống đó. Mặc dù hiện tại giữa cái tuổi của Hồng Tơ với tuổi của mẹ của bé Kim Cương nó có một sự chênh lệch với nhau, nhưng mà Hồng Tơ biết được cái tâm lý đó, cho nên có những cái ngày xưa thì cái tánh Hồng Tơ có những cái Hồng Tơ giống như là cái dạng như là gia chủ, có nghĩa là gia trưởng, gia trưởng muốn là được, tôi thích cái này thế này. Bây giờ thì Hồng Tơ cũng còn chứ không phải là không, nhưng mà nó hạn chế lại, ví dụ như ngày xưa 100 ha thì bây giờ nó chỉ còn lại 30 thôi. Tại vì mình phải hiểu và mình phải cảm thông, tại vì cái lứa tuổi với nhau nó không cho phép cái sự đồng điệu và cái sự hiểu biết trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt. Vì vậy cho nên mình phải có những cái trang hòa, mà nhất là mình đã trải qua những cái gia đình mà những cái người vợ trước mình đã sống như thế, mình đã rút kinh nghiệm ra từ những người đó tại sao lại như thế này thế này thế này, thì bây giờ mình phải tránh ra đi những cái trường hợp đó để mình giữ gìn cái hạnh phúc. Bởi vì thật ra thì Hồng Tơ cũng sợ, thì tuổi bây giờ lục tuần rồi còn cái gì nữa đâu. Ngày xưa thì còn trẻ, khoảng ví dụ 20-30 thì mình còn nghĩ thời gian còn dài, mình tha hồ mình chơi, thì thí dụ như là lỡ có cái gì thì mình làm tiếp vậy thôi. Nhưng mà bây giờ không cho phép nữa. Giống như cho phép Hồng Tơ xin được chuyển lại nha, chuyển lại cái lúc mà Hồng Tơ nói về vấn đề bài bạc, thì cũng ở nơi đây cảm ơn chương trình cũng đã tạo một cái nhịp cầu cho phép Hồng Tơ xin được chia sẻ cũng như xin được tâm sự đến với quý vị khán giả cũng như những người thân thương, những người hâm mộ yêu mến Hồng Tơ. Hồng Tơ cũng mong quý vị thương tình thông cảm bỏ qua cho cái sự sai sót để làm mất đi những hình ảnh tốt đẹp của một người nghệ sĩ đối với khán giả. Hồng Tơ rất mong quý vị lượng thứ và cho Hồng Tơ được trở lại với sân khấu, được trở lại với hình ảnh, với những thước phim, với những mẫu chuyện vui. Hồng Tơ đến đây trước là để chia sẻ những cái cuộc đời nghề nghiệp, những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì một lần nữa Hồng Tơ thật tình xin quý vị cho phép Hồng Tơ được trở lại với nghề. Rất nhớ quý vị khán giả nhiều lắm. Thưa quý vị, thường chúng ta thể hình dung ra một cuộc trò chuyện với một danh hài thì nó sẽ tràn ngập tiếng cười và cả những một chuyện hài đến những ngày hôm nay á. Thưa quý vị, mình đã cố tình để cho câu chuyện của chúng tôi diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, thậm chí có những lúc rất là nghiêm túc nữa cơ, để từ đó anh Hồng Tơ có thể thể hiện một góc nhìn khác về cuộc đời của người nghệ sĩ. Đó, và quý vị cũng thấy đấy, hiếm khi chúng ta thấy được những giọt nước mắt của một danh hài lắm. Cảm ơn anh Hồng Tơ rất là nhiều, anh đã đến đây và mình được tin là tấm chân thành của anh sẽ được quý vị khán giả đón nhận thôi. Bởi vì lúc nào trong cuộc sống này chúng ta cũng cần tiếng cười hết, nhất là những người mà có tài chọc mù lét như anh. Yeah. Chúc anh hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và có thêm những thành công mới khi trở lại với sân khấu. Yeah. Một lần nữa Hồng Tơ xin cảm ơn chương trình Đời Nghệ Sĩ của VTV9 đã cho Hồng Tơ đến với khán giả, gần gũi với khán giả hơn, và cho Hồng Tơ được nói ra những lời bằng tự đáy lòng đến với quý vị khán giả. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả. Và thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện cuộc đời của nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Minh Đức của chương trình Đời Nghệ Sĩ cũng xin được kết thúc, và sẽ còn rất nhiều những câu chuyện nữa được các nghệ sĩ mang đến, hy vọng sẽ giúp quý vị khán giả hiểu thêm về cuộc đời của họ đằng sau ánh hào quang của sân khấu, của màn ảnh. Đời Nghệ Sĩ, mời quý khán giả cùng gặp gỡ một gương mặt nghệ sĩ với nét hài độc đáo.
cùng một câu chuyện đầy cảm xúc về hậu trường sau sân khấu, sau màn ảnh. Nghệ sĩ Minh Dũng, một nghệ sĩ hài được mặc định là sẽ luôn mang tiếng cười tới cho khán giả khắp nơi, nhưng đằng sau tiếng cười rộn ràng ấy có khi lại là những giọt nước mắt âm thầm, là những khốn khó đời thường đôi khi khiến người nghệ sĩ nản lòng và mất niềm tin với con đường đã chọn. Cuộc sống của em về cái nghệ thuật á, thì nó cũng có những cái nó cứ trong trên vậy đó. Em muốn là cuộc đời của em phải lên để em có tiền. Đời nghệ sĩ với sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Dũng, phát sóng vào lúc 19:15 phút Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 trên VTV9. Chương trình Đời nghệ sĩ vẫn đến với quý vị đó là vào lúc 19:15 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Minh Đức và anh Hồng Tơ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.